Nam sinh 10 năm cõng bàn đến trường từ chối nếu được đặt cách. Ngô Minh Hiếu, trường Trung học phổ thông Triệu Sơn Năm Thanh Hóa, người suốt 10 năm qua cõng bàn tới trường ở Thanh Hóa, đã đạt điểm 9,4 điểm môn toán, 9,75 điểm môn hóa và 9 điểm môn sinh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 vừa qua. Tuy nhiên, để đậu vào được trường Đại học Y Hà Nội như nguyện vọng thì Hiếu lại thiếu 0,25 điểm. Chia sẻ với Vietnamnet, Hiếu bảo từ lúc biết điểm em rất buồn. Em cũng có nói với mẹ là sẽ học Đại học Y Dược Thái Bình vì ước mơ của em được làm bác sĩ chứ không phải ước mơ được học trường nào. Học Đại học Y Dược Thái Bình em sẽ cố gắng học thật tốt, theo đúng khả năng của mình. Hiếu cũng rất bất ngờ khi trên mạng xã hội lan truyền các ý kiến mong muốn trường Đại học Y Hà Nội đặt cách cho em. Em rất xúc động và cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là cảm ơn các thầy cô giáo đã âm thầm lo lắng cho em và có ý định gọi ra trường Đại học Y Hà Nội để xem có cách nào giúp em. Quả thật, những ý tốt của thầy cô em không được biết, nhưng dù trường Đại học Y Hà Nội có đặt cách, em cũng xin từ chối, Hiếu chia sẻ. Theo Hiếu, mình thiếu 0,25 điểm nhưng có nhiều bạn lại chỉ thiếu 0,05 điểm. Nếu ai cũng đưa những lý do như mình để xem xét thì sẽ trở thành một câu chuyện xin cho và sẽ làm mất đi truyền thống của nhà trường. Nếu được, suất đặt cách của em có chắc sẽ bằng các suất đậu chính thức của các bạn hay không? Và khi em vào học, liệu các bạn ở trong trường có coi em như một người bạn bình thường hay không? Người ta có xa lánh mình hay không vì mình là người được đặt cách? Như vậy họ có thể phục mình hay không? Người ta sẽ nghĩ mình như thế nào? Hiếu đưa ra một loạt câu hỏi. Hiếu bảo em thấy như vậy là không nên sử dụng cái sự nổi tiếng của mình là cõng bàn 10 năm qua để xin vào trường đại học. Mong mình cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Vào đại học đối với em phải là bằng năng lực của mình. Em đã thi được từng đấy điểm và đấy đã là sự cố gắng và năng lực của em. Xét vào đại học nào thì em cũng rất hài lòng, chứ không phải vì sự nổi tiếng của em với bạn, Hiếu nói. Hiếu kể em buồn không phải vì không trúng tuyển trường Đại học Y Hà Nội mà buồn vì phải xa mình. Mình là một người bạn, người anh em không phải là 10 năm mà từ khi hai đứa còn rất nhỏ. Bây giờ em không được ở gần để lo cho bạn nữa. Liệu bạn thế nào, chỉ nghĩ đến thế thôi là em đã chảy nước mắt. Xa nhau, em mong rằng ở ngoài kia sẽ có nhiều bạn tốt giúp đỡ cho mình trong học hành và cuộc sống. Mong mình tự lập để cố gắng theo đuổi ước mơ của mình, Hiếu nói. Nhận được thông tin trường Đại học Y Dược Thái Bình miễn học phí cho mình, Hiếu cho hay rất vui vì nhà trường đã quan tâm tới mình từ những ngày đầu tiên. Đại học Y Thái Bình miễn toàn bộ học phí cho thí sinh 10 năm cõng bàn đến trường. Tiến sĩ Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế chia sẻ, để trở thành một bác sĩ giỏi, một người thầy thuốc có tâm, cống hiến cho xã hội, thì việc học tập trau dồi kiến thức và y đức nghề nghiệp cần rèn luyện suốt đời. Do đó, rất mong Hiếu có ý chí, quyết tâm và nghị lực thì sẽ có thể học thêm tiếp sau đại học. Tại trường Đại học Y Thái Bình hoặc Đại học Y Hà Nội và trở thành một bác sĩ giỏi để phục vụ người dân. Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Năng Trọng, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Thái Bình cho hay, nhà trường sẽ miễn toàn bộ học phí cho em Minh Hiếu trong suốt thời gian học tập tại trường. Ngoài ra sẽ xem xét thêm các hình thức hỗ trợ khác. Chúng tôi rất hoan nghênh, sẵn sàng chờ đón Minh Hiếu đến trường, bởi đây là một tấm gương rất nghị lực, vượt khó và đáng trân trọng vì hành động đẹp, ông Trọng nói. Bên cạnh đó, với trường hợp của em Nguyễn Tất Minh, Bệnh viện Bạch Mai đã sẵn sàng thăm khám và hỗ trợ điều trị sức khỏe và hỗ trợ em về y tế trong thời gian học đại học.